Sống đúng, sống đẹp, thứ tư 27 tháng Giêng năm 2021. Đến với lòng thương xót Chúa, cuộc đời ta sẽ an vui ngập tràn, cuộc đời ta sẽ tìm thấy bình an. Đến với lòng thương xót Chúa, Chúa sẽ ban ơn lành, nếu ta có lòng thành. Lòng thành luôn bên Chúa, lòng thành luôn yêu người. Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Bao năm xa cách rồi, nay tìm về bên Chúa, xin được Chúa của lòng thương xót. Sống đúng, sống đẹp, thứ tư 27 tháng Giêng năm 2021. Chúa nói về điều gì và nói với ai? Thưa anh chị em và các bạn, chuyên mục Sống đúng, sống đẹp hôm nay xin được chia sẻ với anh chị em về bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Chủ nhật lời Chúa, Chủ nhật thứ ba thường niên, ngày 24 tháng Giêng năm 2021. Lúc 10 giờ sáng ngày 24 tháng Giêng năm 2021, Chủ nhật thứ ba thường niên, Chủ nhật lời Chúa, Tức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, thay mặt Đức Thánh Cha dâng thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Theo dự định, chính Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ này. Tuy nhiên, do bị đau thần kinh tọa, Đức Thánh Cha đã ủy nhiệm cho Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella thay ngài dâng thánh lễ. Sau phần công bố lời Chúa, Đức Tổng Giám mục Fisichella đã đọc bài giảng được Đức Thánh Cha soạn trước. Đức Thánh Cha khai triển bài giảng dựa trên bài đọc tin mừng về việc Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên với hai ý: thứ nhất, nói về điều gì, và thứ hai, nói với ai. Nói về điều gì? Trước hết, nói về điều gì? Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng thế này: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Marco chương 1 câu 15. Thiên Chúa đang ở gần. Thiên Chúa đang ở gần, đây là sứ điệp đầu tiên. Nước Thiên Chúa hiện diện trên mặt đất. Thiên Chúa không ở trên trời xa thẳm, xa tút mù xa, tách biệt với thân phận con người như chúng ta thường nghĩ, nhưng người ở với chúng ta. Thiên Chúa ở gần chúng ta. Khi Đức Giêsu làm người thì thời gian xa cách đã kết thúc. Từ đó, Thiên Chúa hết sức gần và không bao giờ tách rời khỏi bản tính nhân loại của chúng ta. Và người không bao giờ mệt mỏi vì nó. Sự gần gũi này nằm ở phần mở đầu của tin mừng rằng Chúa Giêsu đã nói. Câu 15. Người không chỉ nói một lần duy nhất, nhưng người tiếp tục lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu đây là lời khởi đầu và không ngừng lặp lại trong lời rao giảng của Chúa Giêsu, thì điều đó cũng phải thường xuyên trong đời sống và lời loan báo của Kitô hữu. Trước mỗi lời nói về Thiên Chúa, đã có lời của Thiên Chúa dành cho chúng ta rằng: đừng sợ, ta ở cùng con, ta ở gần con và sẽ gần con. Trước mỗi lời nói về Thiên Chúa, trước khi chúng ta nói lời Thiên Chúa, ta run rẩy, ta sợ hãi, ta không biết nói gì, thì lời của Chúa đã dành cho chúng ta rằng: đừng sợ, ta ở cùng con, ta ở gần con và sẽ gần con. Cho nên, những anh chị em mình mà đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, trước khi mình nói về lòng thương xót của Chúa, thì lòng thương xót Chúa đã nói với ta rằng: đừng sợ, ta ở cùng con, ta ở gần con và sẽ gần con. Cứ đi loan truyền lòng thương xót của ta đến tận cùng thế giới.
Và Chúa nhắc đi nhắc lại đó là sứ điệp mà mỗi người Kitô hữu phải làm công việc loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người, để khi người đến lần thứ hai sẽ thấy mọi người đều nhận biết lòng thương xót của Chúa, đều được nghe nói về lòng thương xót của Chúa. Nếu có những người không được nghe nói về lòng thương xót của Chúa, Chúa sẽ hỏi mỗi người phải trả lẽ về điều này. Tại sao con không loan truyền lòng thương xót cho họ? Thưa con sợ. Ta đã nói con đừng sợ rồi mà. Ta ở với con, ta ở gần con và ở gần con mãi. Con không tin sao? Con không tin thác vào ta, cho nên con mới sợ như thế. Nếu con tin thác vào quyền năng lòng thương xót của ta thì có gì để mà phải sợ? Ta bảo vệ con như vinh quang của ta mà. Ta chăm sóc con như người mẹ chăm sóc con thơ mà. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Con không nhớ sao? Không kẻ thù nào làm hại được con, vì có ta ở cùng con, ở với con, gần bên con. Lời Chúa cho phép chúng ta đụng chạm đến sự gần gũi này. Đây là thuốc giải cho sự sợ hãi phải một mình đối diện với cuộc sống. Ta hát bài tôi không còn cô đơn, buồn khô chán trên đường đời. Tôi không còn cô đơn, mặc cho năm tháng trôi qua. Tôi không còn cô đơn, dù rằng vì đã có Chúa ở cùng ta. Thật vậy, Thiên Chúa qua lời của người an ủi chúng ta và ở cùng những ai đơn độc. Qua lời của Ngài, Thiên Chúa an ủi chúng ta và ở với những ai cảm thấy mình đơn độc, mình cô đơn. Khi nói với chúng ta, người nhắc chúng ta rằng chúng ta ở trong trái tim của người, chúng ta quý giá trong mắt của người. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Chúa cho chúng ta có một chỗ trong trái tim của Chúa. Xin cho con một chỗ nghỉ yên trong trái tim của Chúa mà thôi. Chúa cho chúng ta, và chúng ta quý giá trong mắt của người. Con ơi, con thật quý giá trước mắt cha. Con ơi, con thật quý giá. Chúng ta vẫn ca hát như vậy. Mình có sắc tính được như vậy không? Lời của Thiên Chúa thấm đượm sự bình an, nhưng không để chúng ta an vị. Không phải lời nói cho qua, lời nói để mình an vị, yên ổn lương tâm và cứ ngủ quên trong chiến thắng. Lời của Chúa là lời an ủi, nhưng cũng là lời của hoán cải. Anh em hãy hoán cải. Không thể ở yên được, không thể ngủ quên trên chiến thắng được, mà phải hoán cải. Đức Giêsu nói ngay sau khi công bố nước Thiên Chúa đến gần. Bởi vì với sự gần gũi của Thiên Chúa thì thời gian xa cách với Thiên Chúa và xa cách với người khác cũng kết thúc. Kết thúc. Và thời gian mỗi người chỉ nghĩ riêng cho mình cũng kết thúc. Thời gian xa cách Thiên Chúa, thời gian xa cách người khác, thời gian mỗi người chỉ nghĩ riêng cho mình phải kết thúc. Sự xa cách không phải là của Kitô hữu. Không phải. Vì ai cũng có kinh nghiệm về sự gần gũi của Thiên Chúa. Ai mà có kinh nghiệm về sự gần gũi của Thiên Chúa thì không thể xa cách người bên cạnh, không thể lánh mặt họ trong sự thờ ơ. Nếu mình cảm nghiệm, kinh nghiệm rằng một Thiên Chúa gần gũi với tôi, một Thiên Chúa đang sống trong tôi và tôi đang sống trong Thiên Chúa, kinh nghiệm về sự gần gũi đó thì mình không thể xa cách người bên cạnh của mình, không thể lánh mặt họ trong sự thờ ơ được. Vì Chúa sẽ hỏi Cain, em còn đâu? Người bên cạnh của con đâu? Người hàng xóm của con đâu? Vợ chồng của con đâu? Sao không đến với nhau? Sao không gắn bó với nhau? Sao không đoàn kết với nhau? Mà con cứ đòi gần gũi ta mà con không gần gũi anh em của con là sao? Vì họ cũng là con của ta. Theo nghĩa này, ai thân quen với lời Chúa sẽ nhận được sự đảo lộn lành mạnh về cuộc sống của mình. Thiên Chúa đảo lộn cuộc sống của mình, nhưng mà đảo lộn trong sự lành mạnh. Đảo lộn để cho nó tốt hơn, chứ không phải đảo lộn để nó rối hơn. Có những cuộc cách mạng đảo lộn, nhưng mà càng cách mạng bao nhiêu thì càng rối ren, càng lộn xộn bấy nhiêu. Vì
tranh giành quyền lợi, vì tự ái, vì ham hố quyền lực, cho nên làm đổ lộ, mất trật tự, gây rối. Còn đây, khi đón nhận lời Chúa đảo lộn cuộc sống của mình, nhưng mà đảo lộn lành mạnh. Vì họ khám phá ra rằng cuộc sống không phải là thời gian để nhìn vào mình từ ánh nhìn của người khác. Cuộc sống không phải là thời gian để nhìn vào mình từ ánh nhìn của người khác và lo bảo vệ chính mình. Nhưng là thời gian, là cơ hội để đi đến gặp gỡ người khác nhân danh một Thiên Chúa gần gũi với con người, gần gũi với mình. Cuộc sống là thời gian để mà mình đi gặp gỡ người khác, chứ không phải để nhìn mình từ nhìn của người khác để mà xa cách. Như thế lời Chúa được gieo nơi mảnh đất trái tim chúng ta, giúp chúng ta gieo hy vọng qua sự gần gũi như Thiên Chúa làm với chúng ta. Lời Chúa được gieo nơi mảnh đất trái tim chúng ta, giúp chúng ta gieo hy vọng qua sự gần gũi với Thiên Chúa, với người khác như Thiên Chúa đang làm với chúng ta. Nói với ai? Điểm thứ nhất là nói về điều gì? Điểm thứ hai là nói với ai? Thiên Chúa nói với ai? Trước hết, người nói với những người đánh cá của miền Galilee. Mà những người đánh cá miền Galilee, họ là dân trải, họ là những người đơn sơ, sống bằng hoa trái tay họ, ngày đêm chăm chỉ làm việc. Họ không phải là chuyên gia kinh thánh, không, cũng không nổi bật về khoa học và văn hóa. Họ sống trong một khu vực hỗn tạp với nhiều dân tộc, sắc tộc và tôn giáo. Đây là vùng đất xa sự thuần khiết tôn giáo của Jerusalem nhất, xa trung tâm của đất nước nhất. Nhưng Chúa Giêsu bắt đầu từ đó, bắt đầu từ miền Galilee chứ không phải từ Jerusalem. Không phải từ trung tâm mà là từ ngoại biên. Người làm điều đó cũng để nói với chúng ta rằng không ai ở ngoài rìa trái tim Thiên Chúa. Không ai ở ngoài rìa trái tim Thiên Chúa, mà trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con luôn được một chỗ. Không ai ở ngoài rìa trái tim Thiên Chúa, vì người bắt đầu từ ngoại biên mà. Từ bên ngoài mà đi vào bên trong, chứ không phải từ trung tâm đi ra bên ngoài. Từ trung tâm đi ra bên ngoài có nghĩa là sẽ có nhiều ngày ở ngoài rìa. Tất cả có thể nhận được lời Chúa và chính mình gặp lời Chúa. Có một chi tiết hay trong Tin Mừng rằng lời loan báo của Chúa Giêsu đến sau lời của Gioan. Lời Chúa Giêsu đến sau lời của Gioan, đây là một cái sau mang tính quyết định, đánh dấu sự khác biệt. Chúng ta thấy Gioan chào đón dân chúng ở trong sa mạc, nơi dành cho những ai có thể rời khỏi nơi họ sống mà vào trong sa mạc, thì Gioan mới chào đón dân chúng trong sa mạc. Ngược lại, Chúa Giêsu nói về Thiên Chúa không phải trong sa mạc, nhưng mà nơi con tim của xã hội, nơi tất cả mọi người, với tất cả mọi người, nơi họ đang sống. Chúa Giêsu nói về Thiên Chúa nơi con tim của xã hội, với tất cả mọi người nơi họ đang sống. Ngài cũng không nói vào thời điểm và lịch làm việc cố định. Không có thời điểm và lịch làm việc cố định. Ngài nói khi đi dọc bờ biển, khi những người đánh cá đang trải lưới thì Ngài nói. Ngài đến với con người tại những nơi và địa điểm thường ngày nhất. Đây là sức mạnh phổ quát của lời Chúa, đến với tất cả mọi người và trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đến với mọi người không phải là lôi người ta đến, kéo người ta đến, nhưng mà người ta ở đâu thì mình đến đó, đến cái nơi mà người ta đang sống vào cái thời điểm thường ngày nhất. Giờ này là giờ họ đang nấu bếp, giờ này là giờ họ đang chở củi, giờ này giờ họ đang coi báo. Đến với họ cái thời điểm thường ngày nhất, và với những con người tại ngay cái nơi đó, nơi và cái thời điểm mà thường ngày nhất họ đang sống. Nhưng lời cũng có sức mạnh đặc thù, nghĩa là nói với mỗi người theo cách thức trực tiếp và cá vị. Trực tiếp, lời nói với tao, lời nói với tôi, với anh, với chị, với từng người.
Các môn đệ không bao giờ quên những lời đã được nghe trong ngày đó trên bờ hồ, gần chiếc thuyền với những người thân và đồng nghiệp. Những lời này mãi mãi đánh dấu cuộc đời của họ. Họ không thể quên được. Và Đức Giê-xu nói với họ rằng: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người. Làm cho các anh thành những kẻ lưới người. Đức Giê-xu không thu hút họ bằng những bài thuyết giảng cao siêu và không thể đạt được. Những bài thuyết giảng cao siêu và những bài thuyết giảng trên trời lý tưởng quá không sao mà đạt được, không thể đạt được. Đức Giê-xu không thu hút họ bằng cái đó. Nhưng Đức Giê-xu nói về cuộc sống của họ. Họ đang sống như thế nào? Họ là những người đánh cá thì Ngài nói về lưới người. Vậy thôi. Đức Giê-xu nói: hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành các tông đồ. Tôi sẽ sai các anh vào thế giới và loan báo tin mừng. Với sức mạnh Thánh Thần, các anh sẽ bị giết nhưng trở thành các thánh. Nếu Đức Giê-xu nói như thế, thì chúng ta có thể tưởng tượng được Phê-rô và An-rê sẽ trả lời như thế nào. Họ trả lời ra sao? Hả? Họ sẽ trả lời: xin cảm ơn, nhưng chúng tôi thích lưới và thuyền của chúng tôi hơn. Chẳng dại gì bỏ mà đi theo Ngài. Xin cảm ơn, chúng tôi thích lưới và thuyền chúng tôi hơn. Ngược lại, Đức Giê-xu kêu gọi họ khởi đi từ cuộc sống của họ. Kêu gọi họ khởi đi từ cuộc sống của họ. Từ câu nói lưới người như lưới cá, họ sẽ từng bước khám phá rằng cuộc sống hành nghề đánh cá thì ít ỏi, trong khi ra khơi theo lời Đức Giê-xu lại là bí ẩn của niềm vui. Đức Giê-xu nói họ, kêu gọi họ khởi đi từ chính cuộc sống của họ. Thiên Chúa cũng làm như thế với chúng ta. Người tìm chúng ta tại nơi của chúng ta. Đức Giê-xu tìm tôi tại chính cái căn phòng bốn bức tường này. Ngài đến Ngài tìm tôi và mời gọi tôi ra đi để loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa. Cũng khởi đi từ hãy sám hối, tin vào nước tin mừng, nước Thiên Chúa đã gần kề. Và ngày hôm nay Đức Giê-xu đến tìm các bạn tại nơi mà các bạn đang sống. Lời của Ngài vượt qua bốn bức tường, len lỏi vào mọi nơi, mọi chỗ, nơi các bạn đang sống, nơi ở của các bạn, nơi sinh hoạt các bạn. Chúa yêu chúng ta như chúng ta là, và kiên nhẫn đồng hành từng bước với chúng ta. Bạn là ai? Chúa yêu bạn như bạn đang là, chứ phải như là Chúa muốn bạn phải là như thế này thì Chúa mới yêu. Bạn cứ là bạn, và Chúa yêu bạn vì Chúa đã dựng nên bạn như thế. Và Chúa kiên nhẫn đồng hành từng bước với bạn, giống như với những người đánh cá. Chúa chờ đợi chúng ta nơi bờ của cuộc sống. Với lời của Người, Người muốn chúng ta thay đổi lộ trình để chúng ta không còn lây lất nhưng ra khơi phía sau Người. Người tìm chúng ta và Người chờ đợi chúng ta nơi bờ cuộc sống. Và với lời của Người, Người muốn chúng ta thay đổi cái lộ trình đó đi để không còn lây lất nhưng ra khơi phía sau Ngài với tất cả lòng nhiệt thành phục vụ. Lời mời gọi mang Kinh Thánh theo mình. Bài giảng của Đức Thánh Cha kết thúc với lời mời gọi: anh chị em thân mến, chúng ta đừng bỏ lời Thiên Chúa. Đó là bức thư tình dành cho chúng ta, được viết từ người biết chúng ta một cách đặc biệt. Khi đọc nó, chúng ta nghe lại tiếng Người, nhìn thấy khuôn mặt của Người và đón nhận Thánh Thần của Người. Lời làm cho chúng ta gần với Thiên Chúa. Hãy mang theo lời Chúa bên mình, trong túi, trên điện thoại. Hãy dành cho lời Chúa một vị trí xứng đáng trong ngôi nhà của chúng ta, ở nơi chúng ta dễ nhớ để mở ra hàng ngày. Lời Chúa có thể mở vào đầu ngày hoặc cuối ngày. Như thế giữa muôn vàn lời nói vào tai chúng ta, cũng có những lời Chúa đến được con tim chúng ta. Giữa muôn vàn lời nói vào tai mình, cũng có lời Chúa được đến trong trái tim của mình. Để làm được điều này, chúng ta cầu xin Chúa sức mạnh để tắt tivi và mở Kinh Thánh, để đóng điện thoại và mở tin mừng. Trong năm phụng vụ này, chúng ta đọc tin mừng Mát-cô đơn giản và ngắn nhất. Tại sao chúng ta lại không đọc một mình từng bước nhỏ hàng ngày? Người sẽ làm cho chúng ta cảm thấy Chúa gần gũi
và khơi dậy nơi chúng ta lòng can đảm trên hành trình cuộc sống. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả anh chị em và các bạn, để ước mong rằng giữa muôn vàn lời nói vào tai chúng ta cũng có những lời Chúa đến được con tim của chúng ta. Đó là điều mà mỗi người chúng tôi đang cố gắng để phục vụ anh chị em hàng ngày, có lời Chúa bằng tiếng Việt, tiếng Anh, có gương của các thánh từ đạo qua chuyên mục sống chuyện đạo chuyện đời và những kỹ năng sống, sống đúng, sống đẹp. Đó là những cách mà lời của Chúa đến được con tim của chúng ta, giữ muôn vàn lời nói vào tai chúng ta hàng ngày. Chúng ta nhận ra đâu là lời Chúa đích thực nói với chúng ta, đâu là lời con người chỉ nói để vuốt ve, để an ủi, để nâng tâng bốc mình lên, để sông hương cho mình. Đừng ham hố sự sông hương của lời con người. Nay hoan hô, mai đà đảo. Hôm nay nói thương, mai nói ghét, mai nói mốt lại nói giận, ngày kia lại nói tha. Lời con người, anh chị em mình không tin được. Hãy để cho lời Chúa thấm vào cuộc sống của mình. Hãy sống lời của Chúa. Đó là cách sống đúng, sống đẹp nhất của ngày hôm nay. Amen. Đến với lòng thương xót Chúa, cuộc đời ta sẽ an vui ngập tràn, cuộc đời ta sẽ tìm thấy bình an. Đến với lòng thương xót Chúa, Chúa sẽ ban ơn lành. Nếu ta có lòng thành luôn mến Chúa, lòng thành luôn yêu người, con luôn tin tưởng rằng Chúa dìu đời con đi, băng qua đồi lội suối trùng khơi.